Máy bay PBM-5 Buno 59225 đã được điều động từ căn cứ không quân Banana River Naval Air Station vào lúc 19:27. Người ta đã thu nhận được tín hiệu radio định kỳ từ chiếc máy bay này vào lúc 19:30. Nhưng kể từ khi đó, người ta không còn nghe thấy bất kỳ tín hiệu nào khác nữa. Trong quá trình điều tra, Ủy ban Hải quân Hoa Kỳ báo cáo đã thường xuyên quan sát thấy các đốm sáng màu xanh lục ở ngoài khơi bờ biển Florida. Liệu những đốm sáng màu xanh lục này có thể là nguyên nhân đã khiến những chiếc máy bay bị mất tích? Điều tồi tệ gì có thể đã xảy ra ở đây? Năm 1986, một mảnh vỡ được phát hiện ngoài khơi Florida khi cuộc tìm kiếm con tàu vũ trụ Challenger được tiến hành ở đây. Mảnh vỡ này đã được nhà khảo cổ học hàng không John Murray trục vớt vào năm 1990. Ông cho rằng đây chính là một bộ phận của hạm đội máy bay Flight 19, nhưng không thể đưa ra một bằng chứng xác thực. Năm 1991, một con tàu cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ của 5 chiếc máy bay Avenger, loại máy bay Flight 19, khoảng 180 mét bên dưới mặt nước, tại đáy biển ở khu vực ngoài khơi Florida. Nhưng sau khi kiểm tra, người ta xác định được rằng đây không phải là các máy bay Flight 19. Từ đó mở ra một bí ẩn chưa có lời giải khác về tam giác Bermuda. Rất ít người còn sống sót để kể về bất kỳ hiện tượng dị thường nào từng xảy đến với họ tại tam giác Bermuda. Tuy nhiên, phi công người Mỹ Bruce Gernon là một ngoại lệ khi đã sống sót để kể lại câu chuyện của mình. Năm 1970, trong khi ông Gernon, cha ông và một đối tác làm ăn đang bay từ Bahamas đến Florida, ông đã báo cáo nhìn thấy một đám mây kỳ lạ ngay đằng trước máy bay. Sau đó, khi máy bay áp sát, ông này tuyên bố rằng đám mây đã hình thành một cái hố hình bánh donut hay một cơn gió xoáy. Ông Gannon nói rằng cuối cùng ông đã bay ra khỏi đường hầm và ông liên lạc với trạm kiểm soát không lưu Miami, nhưng họ không thể tìm thấy máy bay của ông trên màn hình radar. Sau một vài phút, đài kiểm soát không lưu đã liên lạc lại với ông để cho ông biết rằng họ đã xác nhận được vị trí của ông trên bầu trời thành phố Miami. Gannon cảm thấy điều này rất khó tin bởi vì ông mới chỉ bay được 33 phút. Và với vị trí hiện tại của ông trên bầu trời thành phố Miami, ông hẳn là đã phải cần đến khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Phải chăng ông Gannon đã trải nghiệm việc tiến nhập vào một chiều thời gian, không gian khác khi tiến vào đường hầm gió xoáy? Chúng ta có